Chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thư Cherry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 của hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. Happy Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889. một mật ong Miss Linh, và Hà Thủ Ô Miss Linh. gọi ngay bốn để đặt hàng. Nguyễn Trường Ngọc Lan xin gửi lời chào thân ái đến tất cả quý khán giả đang xem chương trình Cà phê sáng của Leader Sài Gòn TV. Xin chào anh Trường. Xin chào Ngọc Lan và xin chào quý khán giả của Leader Sài Gòn TV. À, chúng tôi có ở trên mạng xã hội, có trên YouTube, trên Facebook, coi live bây giờ cũng như là coi lại sau đó nhiều chương trình hơn. Ở Bắc California là đài 16.11, Houston Texas là 27.6 và miền Nam California là 56.10. À, hôm nay là ngày thứ ba, 12 tháng 12, 2022. Chứ không phải là 2012 nữa tên là ba con số 12 thì không phải hôm nay là tới 22 rồi thưa quý vị à, còn 12 ngày nữa là tới Giáng sinh rồi quý vị thấy thường thường đó là những cái tiệm mà người ta on sale đó người ta hay để cái câu là it was uh, 12 ngày before Christmas thì hôm nay là đúng ngày nè bắt đầu từ ngày hôm nay đó thì có nhiều tiệm sale nhưng mà Costco đã sale 12 ngày trước Giáng sinh từ hôm bữa tới giờ rồi. <laughs> hôm nay đó ngày đó là ngày thứ uh, thứ 10 hay 11 gì rồi đó. Mà những cái ngày thì thường thường đó thì mỗi một ngày họ có một vài món đồ được giảm giá đặc biệt cho ngày hôm đó. Nếu mà qua ngày hôm đó rồi thì mình không mua được cái món đồ đó nữa. Nhưng mà ngày hôm nay quý vị cũng vẫn có thể coi ở trong uh, Costco coi coi là ngày hôm nay thì họ sale những cái món gì. Như hôm nọ tôi thấy có một cái mà tôi đang kiếm à, đó là cái um, nó gọi là cái set tức là cái nhà kho ừ, mà mình ừ, xây mình build mình mình xây dựng nó lên ở phía sau nhà đó bằng nhựa bằng nhựa ở đó hay bằng gỗ hay là bằng tôn gì đó thì hôm bữa nó sale nó chín trăm chín mươi chín đồng sale còn có năm trăm bạc à? Wow! Mà chỉ trong ngày hôm đó thôi. Ừ. À, qua ngày hôm sau thì cái giá nó lên lại bình thường cho nên quý vị mà muốn sống đồ sale mà của Costco từng ngày trước Giáng sinh á thì nhớ check cái email. Nhưng mà ở đây thì cũng nói luôn đó, quý vị. À, mỗi một ngày khi mà tôi mở email của tôi lên coi đó tôi thấy tràn ngập do shipping cần phải đổ túc thêm cái này cái kia hay là đã có vấn đề về vấn đề quý vị đã order món hàng mà không thể gửi tới được vì địa chỉ sai đó là toàn là scammer không ừ. mùa này là mùa mà người ta tràn ngập gửi những cái email ra nói là mình có mua đồ gì đó online rồi mình sẽ không thể nào nhận được vì địa chỉ sai cần phải bổ túc thêm cái này cái kia đó thì những cái đó quý vị để ý ô oh, ngày hôm qua thì có một à, một à, bác lớn tuổi à, lại à, với chúng tôi và có chia sẻ một câu chuyện đó là bác nhận được một cú điện thoại gọi qua messenger và cái hình là hình của một người quen nhưng mà tại sao cái giọng nói là giọng nói khác rồi cũng hỏi là hỏi chi tiết lắm hỏi à, à, ờ, bác đã đang ở mỹ hả con của bác đâu bác nói ở bác đâu có con ô vậy thì cháu của bác là tên gì này kia họ bắt đầu thu nhập thông tin đó hmm. cho nên quý vị thấy tình trạng bây giờ mà anh cấp một cái hình nào đó mà người quen của mình xong đưa lên để gọi phone và nhá nhá cái hình nó ra nhưng mà cái giọng nói là khác và bắt đầu hỏi này hỏi kia đó thì quý vị để ý đó là scammer những người đó là chuyên đi ăn cắp những cái thông tin này thông tin kia để mà sẽ dùng cái thông tin đó để mà đi lừa những người khác nữa cho nên nhận được cú điện thoại thấy cái hình rõ ràng là người quen chưa chắc đâu đó là cái người mà mình quen thiệt dạ yeah. à, anh trường nói rất là đúng Ở khi mà <laughs> bây giờ ngọc lan nói rồi tụi nó những cái kẻ gian á nó một ngày nó là full time để nó ngồi nó nghiên cứu những cái cách làm sao để nó lừa gạt người ta cho nên quý vị cẩn thận khi nào mà quý vị nhìn thấy có một cái cuộc gọi uh, mà có hiển hình uh, video call lên đó, tức là thấy hình người bên kia luôn mặc dù cái số đó là của người quen hay là một cái tin nhắn ở trên facebook ở trong uh, facebook messenger uh, tự nhiên hỏi ở khỏe không thì quý vị phải đặt liền câu hỏi quá wow, cái người này tại sao tự nhiên gọi mình như vậy thì quý vị muốn chắc ăn á thì mình tắt cái đó đi xong rồi tự mình gọi ngược lại cho mm. cái số đó hoặc là cho cái người mà mình biết tự mình gọi lại để mình confirm là uh, phải cái người đó gọi mình hay không chứ quý vị đừng có trả lời cái đó bởi vì nhìn mình nhìn thấy có vẻ như ở cái người này quen mà có thậm chí có là người thân nữa nhiều khi uh, con cái cha mẹ anh chị em ruột nhưng mà không có ở gần nhau có thể là ở xa vân vân những cái đó đều rất là dễ chúng ta xa vào trong những cái bẫy rồi bị lừa gạt mất cái này cái kia nhiều lắm cho nên phải cẩn thận À, thưa quý vị, ngày hôm nay á thì các hãng tin đều có một cái bản tin mà theo họ rất kỳ lạ quá Và cảnh sát uh, FBI đang điều tra Đó là có một người đàn ông, ừ. ông này là người Nga Nhưng mà ông lại bay từ Đan Mạch qua đến phi trường LAX hôm 4 tháng 11 Nhưng mà bây giờ thì cái tin đó bắt đầu người ta mới đưa ra Ông đi mà không có vé máy bay, không có passport Nhưng mà tại sao lại đến được phi trường LAX mà khi đến phi trường Los Angeles á, lúc mà làm cái thủ tục nhập cảnh á, nhập cảnh á, thủ tục hải quan thì người ta mới phai đau ra cái chuyện đó thì bây giờ tất cả mọi người đang bắt giống như là giờ hỏi ông ủa ông không có vé máy bay ông không có passport thì làm sao ông lên máy bay được và ừ. ông này thì ông nói ông là người nga à, rồi ông đi á, rồi cái nơi mà bắt đầu ông lên máy bay á, là một phi trường ở Đan Mạch Copenhagen ở Đan Mạch Ờ, ngày vào ngày rồi ông đến LAX là vào ngày 4 tháng 11 thì bây giờ người ta đang đang nghĩ lại coi ông này bằng cách nào ông lại lên như vậy rồi nói rằng là ông nói giờ 3 ngày qua lúc mà người ta uh, interview ổng á hỏi ổng thì ông nói là ba ngày rồi tôi không có ngủ bây giờ tôi cũng không có nhớ giống như ông không có nhớ gì hết ông nói nhưng mà ông nghĩ rằng là ông phải có cái vé máy bay thì ông mới lên máy bay được thì bây giờ cái điều lạ lùng á bây giờ người ta bắt đầu người ta truy ngược lại, ừ. truy ngược lại thì nơi cái phi trường mà coi như từ đó ông lên máy bay là ở đan mạch đó người ta không có một cái record gì về ông hết, ừ. tức là cũng không có cái tên của ông, không có một cái gì hết rồi à, hỏi lại những cái người mà à, tiếp viên ở trên máy bay thì họ nói ờ họ nhớ là có cái ông đó ở, ở trên máy bay nhưng mà khi ông đó trên máy bay rồi thì họ cũng hơi ngạc nhiên một chút xíu là tại vì ông ngồi ghế, khi ông ngồi ghế này, khi ông ngồi ghế kia. Nhưng mà ở trên máy bay đôi khi những cái chuyến máy bay mà nó còn chỗ đó, người ta có thể đổi chỗ cho nên những người đó cũng cũng thấy hơi lạ lạ nhưng mà họ cũng không thấy ông này có gì bất thường. Nó là ờ ừ, ông cũng có ăn trên máy bay rồi cũng có ăn chocolate ở trên máy bay vân vân. Nhưng mà khi mà đến phi trường LAX lúc mà làm thủ tục thì người ta mới tìm ra thì bây giờ tất cả đều cảm giác là rất thấy rất là kỳ lạ ủa cái ông này cuối cùng là làm sao mà bây giờ ông nói là ông cũng nhớ gì hết ba ngày rồi không ngủ thì bây giờ người ta đang lần lượt tìm lại nếu mà cái ông này cái quan trọng là tại sao ông không có vé mà ông lên được máy bay mà không có passport gì hết rồi đến khi mà đến phi trường Los Angeles thì người ta bắt đầu người ta mới phải đau ra từ 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 bây giờ tất cả đều bối rối hết cả nhân viên ở phi trường nhân viên trên máy bay rồi ngay cái chỗ mà ông lên bên kia tất cả đều bối rối tại vì khi mà chuyến bay đó từ đang mạch qua đó thì không phải là nó bay thẳng nữa nó cũng có transit một chỗ như vậy thì cái, cái, cái từ cái chỗ đó làm sao ông đi lên có khi bây giờ nó rối lên hết và không hiểu ủa ông này ở đâu ra có cái thì điều bây giờ người ta đang tìm hiểu coi sao có cái điều đó là bây giờ người hỏi lại những nhân viên uh, phi hành đoàn đó thì họ nói là đều thấy ông này ở trên đó ông ừ. cũng ăn uh, hai bữa ăn được phục vụ rồi ông cũng ăn một thanh uh, sô cô la của một uh, tiếp viên phi hành đoàn cho ông rồi ông cũng nói chuyện với lại những người chung quanh ừ. người ta đều biết ông có ngồi trên máy bay nhưng mà ông lại không có cái vé nào để xuất ra để chứng minh là ông có mua vé đi trên đó mà cuối cùng ông lại được ngồi ở trên máy bay yeah. rồi mà đi đi từ bên uh, bên đầu tiên là bên uh, bên đan mạch hả yeah, rồi bên đan qua Mạc. bên copenhagen yeah. rồi mới được qua tới mỹ mà cuối cùng á uh, thì chẳng có nơi nào có danh sách của ông hết, kể cả chiếc máy bay mà ông đi uh, từ Copenhagen đi qua Mỹ đúng không vậy, không có danh sách tên của ông ở trên máy bay mà mà không ai biết là cả. Dạ, yeah, mà cái quan trọng á là khi mà ông khai với lại uh, cái chỗ mà uh, hải quan ở ngày uh, đó ông nói bây giờ ông không nhớ ông không nhớ là làm sao ông lên được rồi làm sao ông qua được cái chỗ mà kiểm soát an ninh uh, security có nghĩa là ông nói giờ ông nhớ gì mà, nhưng mà ông nghĩ là ông phải có vé thì ông mới lên được có hiện giờ người ta không biết cái chuyện gì đã xảy ra với ông này nhưng mà quan trọng đó, ở chỗ mà bây giờ bằng cách nào họ phải phải tìm ra được cái lý do chứ nếu không á thì sẽ thấy được một cái giống như một cái lỗ hổng đúng không thì nếu như vậy thì những cái bọn mà khủng bố cái đó là cái điều mà người ta lo lắng nhất bằng cách nào đó nó cũng có thể là nó lên được máy bay thì cái chuyện gì nó sẽ xảy ra đó rồi khi mà vào phi trường của hoa kỳ thì nó sẽ rất là nhiều cái chuyện cho nên đây là một cái vấn đề rất là nghiêm trọng mà người ta đang fbi đang tiếp tục điều tra xem có chuyện gì đã xảy ra với ông khách người nga này nhưng mà lại đi từ đan mạch đi sang à, xin mời quý vị cùng trở lại với chúng tôi sau phần thông tin thương mại